Thật sự thì anh thấy em ở nhà quá cô đơn. Với lại không ai đủ trình độ để bầu bạn, trò chuyện cùng em. Anh nghĩ chiếc radio này sẽ làm bạn với em. Cảm ơn anh. Em đang buồn như vậy mà được anh tặng món quà này giống như là cho em thêm một người bạn vậy đó. Anh nghĩ nó còn hơn một người bạn nữa đó. Bởi vì á, nó sẽ thường xuyên ở bên cạnh của em. Còn bạn á, thì có khi phải đi xa nữa mà, đúng không? Em sẽ xem nó như là một người tri kỷ và sẽ luôn giữ nó bên cạnh mình. Trời đất, ở đâu mà anh có cái radio vừa đẹp mà nhà hát lớn quá vậy? Đâu anh có vậy? Em thích nó không? Ừ, em thích lắm. Nhưng mà chắc là mắc tiền lắm đúng không? Nếu mà em thích đó thì cái radio này là của em, tại sao lại đem qua đây? em nghe ba cái tiếng gì đâu không mà anh đâu có nghe được. Giờ đang nghe giọng cổ, Huệ cũng thích nghe giọng cổ cho nên anh mới mang qua đây nghe chung với Huệ. Em nghe tiếng Pháp nhưng mà lâu lâu anh cũng có nghe tiếng Việt, tại sao anh không nghe chung với em? Anh chỉ thích nghe giọng cổ cải lương thôi, không có thích nghe nhạc Tây của em, buồn ngủ lắm. Từ nay về sau không được đụng vô đồ đạc của tôi nữa đó. Dạ em xin lỗi mợ, em không biết cái này là của mợ. Định đổ thừa cho chồng tôi đem qua đây đúng không? Tôi nói cho cô biết, trong cái nhà này không có cái gì là của cô hết á. Cái gì mà la om sòm vậy? Chuyện gì cũng la làng hết à? Không sợ người ta cười cho thúi đầu ha? Cái radio này là của con mà con Huệ nó dám lấy đó má. Là con lấy đem qua cho Huệ nghe, chứ Huệ không có lấy. Ai lấy thì cũng là của em. Cái radio đó nhiêu tiền? Mai má đưa tiền đi mua cho con Huệ một cái y vậy, bự hơn cũng được. Má, con nhỏ nó mới bị động thai, thầy Tư kêu nó nằm dưỡng thai nên nó buồn lắm. Mà mẹ buồn thì đẻ con ra nó khóc hoài. Lương nè. Dạ. Mai con đi mua liền về cho nó với lại cháu nội má nghe để thông minh nha hồn. Dạ. Vậy thì ngày mai vợ nhất sẽ dẫn con đi mua radio cho vợ Nhi.